chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Móc Len của Susu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chiếc ô vàng đang rất là hot trong bộ phim Cõng Anh Mà Chạy nha. Các bạn có thể dùng làm móc khóa rất là đáng yêu. Và bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết nhé. Nguyên liệu ở đây mình sử dụng là len mucotone 50g gồm 2 màu như hình, kim móc 2.5mm và một đoạn kẽm cành size 2mm. Đầu tiên mình sử dụng len màu vàng, các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi bính. Móc vào trong vòng tròn này 8 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sau khi móc xong 8 mũi đơn như thế này, sẽ dùng tay kéo khít vòng tròn lại. Vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ nhất, bắt đầu móc lên hàng thứ hai. Ở đây mình sẽ móc kết hàng nha. Các bạn sẽ móc vào chân mũi đầu tiên này một mũi trượt để kết hàng. Sau đó móc lên một bính để móc hàng thứ hai. Tại chính chân mũi vừa lên bính, móc vào đây 2 mũi đơn trung chân hay còn gọi là mũi tăng. Dùng kim đánh dấu vào vị trí chân mũi đầu tiên. Móc thêm một mũi đơn vào chân mũi này nữa là thành một mũi tăng. Chân mũi thứ hai cũng móc một mũi tăng. Ở hàng này các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi một mũi tăng, lặp lại cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng thứ hai như thế này, cái phần dây thừa ở vòng tròn ma thuật các bạn vẫn giữ nguyên nha, để lát nữa chúng ta sẽ sử dụng. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành móc lên hàng thứ ba, vẫn móc kết hàng vào chân mũi đầu tiên bằng một mũi trượt. Sau đó móc lên một mũi bính. Tại chính chân mũi vừa lên bính, móc một mũi đơn. Chân mũi thứ hai móc một mũi tăng. Ở hàng này các bạn sẽ móc theo cụm một mũi đơn và một mũi tăng, lặp lại cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng thứ ba, móc lên hàng thứ tư. Móc vào chân mũi đầu tiên một mũi trượt. Móc lên một mũi bính. Tại chân mũi vừa lên bính, móc một mũi tăng. Hai chân mũi tiếp theo móc tại mỗi chân mũi một mũi đơn. 1 2. Ở hàng này các bạn sẽ móc theo cụm một mũi tăng và hai mũi đơn, lặp lại cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng thứ tư, móc lên hàng thứ năm. Móc kết hàng vào chân mũi đầu tiên bằng một mũi trượt. Móc lên một mũi bính. Ba chân mũi đầu tiên móc tại mỗi chân mũi một mũi đơn. 1 3. Sau khi móc xong 3 mũi đơn, chân mũi thứ tư này móc một mũi tăng. Ở hàng này các bạn sẽ móc theo cụm 3 mũi đơn và một mũi tăng, lặp lại cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng thứ năm, móc lên hàng thứ sáu. Vẫn móc kết hàng vào chân mũi đầu tiên bằng một mũi trượt. Sau đó móc lên một bính. Tại chính chân mũi vừa lên bính, móc một mũi đơn. Chân mũi thứ hai móc một mũi đơn. Chân mũi thứ ba cũng móc một mũi đơn.
Ở hàng này các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi một mũi đơn, lặp lại cho đến cuối hàng. Từ hàng thứ 6 đến hàng thứ 8 các bạn sẽ móc tương tự, mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng thứ 8. Kết thúc hàng thứ 8 thì chúng ta sẽ được như thế này, các bạn sẽ tiến hành móc lên hàng thứ 9 nha. Móc vào chân mũi đầu tiên một mũi trượt. Sau đó móc lên một mũi bính. Ở hàng này chúng ta bắt đầu móc phần viền bèo nha. Tại chính chân mũi vừa lên bính móc một mũi đơn. Dùng ghim đánh dấu vào chân mũi đầu tiên. Hai chân mũi kế bên, mỗi chân mũi móc một mũi trượt. Một trượt. Hai trượt. Hai chân mũi kế tiếp, mỗi chân mũi móc một mũi đơn. Một đơn. Hai đơn. Sau đó các bạn móc lên hai bính. Một, hai. Vậy là chúng ta đã xong cụm thứ nhất nha. Cụm này bao gồm một mũi đơn, hai mũi trượt, hai mũi đơn và hai mũi bính. Chúng ta bắt đầu móc cụm thứ hai nha. Tương tự, chân mũi này móc một mũi đơn. Hai chân mũi kế tiếp móc tại mỗi chân mũi một mũi trượt. Một trượt. Hai trượt. Hai chân mũi kế tiếp móc tại mỗi chân mũi một mũi đơn. Một đơn. Hai đơn. Sau đó móc lên hai mũi bính. Một, hai. Vậy là đã xong cụm thứ hai nha. Các bạn sẽ lặp lại cho mình tổng 8 cụm. Bắt đầu móc một đơn. Một trượt. Hai trượt. Một đơn. Hai đơn. Móc lên hai bính. Một, hai. Xong cụm thứ ba, bắt đầu móc cụm thứ tư. Một đơn. Một trượt. Hai trượt. Một đơn. Hai đơn. Móc lên hai bính. Một, hai. Xong cụm thứ tư. Móc cụm thứ 5. Một đơn. Một trượt. Hai trượt. Một đơn. Hai đơn. Móc lên hai bính. Một, hai. Xong cụm thứ 5, bắt đầu móc cụm thứ 6. Một đơn. Một trượt. Hai trượt. Một đơn. Hai đơn. Móc lên hai bính. Một, hai. Xong cụm thứ 6, bắt đầu móc cụm thứ 7. Một đơn. Một trượt. Hai trượt. Một đơn. Hai đơn. Móc lên hai bính. Một, hai. Xong cụm thứ 7. Bắt đầu móc cụm cuối cùng là cụm thứ 8. Một đơn. Một trượt. Hai trượt. Một đơn. Hai đơn, cuối cùng móc lên hai bính. Một, hai. Xong cụm thứ 8 cũng là xong phần viền của chiếc ô nha. Các bạn sẽ tháo ghim ra. Chúng ta sẽ móc vào chân mũi vừa tháo ghim này một mũi trượt để kết hàng. Sau đó tiến hành cắt len. Sử dụng kim khâu len để khâu dấu đoạn len thừa này đi.
Tiếp theo mình sử dụng đoạn kẽm cành dài khoảng 7cm để chúng ta làm cán dù nhé. Ở đây các bạn để ý cái phần sợi dây ở vòng tròn ma thuật này, các bạn sẽ dùng kim móc để kéo ra phía trước. Đưa qua cái tâm vòng tròn ma thuật và kéo sợi len này ra phía trước để lát nữa chúng ta sẽ quấn. Các bạn sẽ đính một ít keo lên đầu của kẽm cành này. Sau đó chúng ta sẽ xỏ qua vòng tròn ma thuật, xỏ từ phía dưới lên nha. Chừa lại một đoạn ngắn như thế này. Các bạn sẽ dùng cái sợi len vàng này để quấn xung quanh nha. Khi quấn thì các bạn sẽ tạo độ nhọn ở phía trên. Còn phần thân ở giữa này thì các bạn sẽ sử dụng len màu đen nha. Các bạn sẽ tước đôi sợi len màu đen ra, chúng ta chỉ lấy 2 sợi nhỏ. Sau đó các bạn sẽ quấn tiếp cái đoạn thân còn lại này nha. Sau khi quấn còn lại một đoạn ngắn ở cuối này thì các bạn sẽ đổi qua len màu vàng để quấn xung quanh nha. Phần len màu vàng này thì các bạn sẽ quấn to hơn phần len màu đen. Cắt ngắn len thừa đi. Sau đó sử dụng một ít keo để cố định cái đoạn len cuối cùng này vào. Sau khi cố định xong là chúng ta đã được một chiếc dù như thế này. Gắn thêm móc khóa là chúng ta đã hoàn thành xong chiếc ô dù rất là xinh như thế này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.